Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo nha anh em ơi. Thì cách đây vài ngày mình có đặt trước thẻ vào cực mùa mới, thế nên là có sẵn 50 huy hiệu anh em ơi. Ngày hôm nay thì Kẹo sẽ mở full luôn cái thẻ vô cực nha. Wow, chúng ta có Goza, Hip Hop anh em ơi. Ui, khá là ngầu luôn. Ở đây sẽ là dù và rất là nhiều những cái món nữa thì Kẹo sẽ nhận nhanh thôi anh em ơi. Còn những cái món gì mà đáng lưu ý thì Kẹo sẽ nhận từ từ nhờ. Rồi nha mọi người, chúng ta có một cái áo underground anh em ơi. Uầy, cái này là phong cách hip hop anh em. Anh em ơi, lướt tiếp nào. Ở đây chúng ta có gói Chap Roulette anh em ơi. À, các bạn có biết là có cái MV Chap Free Fire không nhở? Không biết là anh em đã xem chưa? Thì cái bộ trang phục này lấy cảm hứng từ Chap Free Fire nha anh em. Uầy, rất là đã luôn, chỉ với 50 huy hiệu. Và nếu như là anh em nào mà chưa mua thì các bạn có thể là vào ngay đặt mua thẻ vô cực nha mọi người. Nếu mà anh em đặt sớm cái đây vài ngày thì có 50 huy hiệu. Đây là có sẵn cái bộ trang phục này luôn. Vâng mọi người ơi, để mở full thì các bạn có thể là mua thêm huy hiệu đây. Ở đây thì Kẹo sẽ mua thêm huy hiệu bằng kim cương anh em. Thật ra thì cũng chẳng dích kít gì, nhưng mà mua huy hiệu để lấy cái bộ trang phục cuối cùng luôn anh em ơi. Đây, gói Chap Chill đây. Uầy. Vâng, và chúng ta có bao nhiêu đây? Tầm này thì Kẹo hiện tại có 225 điểm huy hiệu. Và với số điểm này thì anh em có thể là mở full tất cả các vật phẩm ở trong cái thẻ vô cực mùa này nha anh em. Thì tại sao mà Kẹo nói là anh em mua thẻ vô cực là anh em lời? Đơn giản là chúng ta có skin súng vĩnh viễn này, có rất là nhiều bộ trang phục vĩnh viễn này. Nó khá là đẹp mọi người. Ngoài ra thì có thêm một số những cái vật phẩm, ví dụ như là đá chế tác này, xong là vé quay các kiểu đấy, vé quay kim cương này, vé quay súng này. Vâng, hành động Break Dancer. Uầy, các bạn thấy không, có cả những cái hành động độc quyền luôn. Với anh em, chúng ta có một cái áo áo nhạc rock. Mấy cái áo phông này thì trông nó không đẹp lắm. Kẹo là Kẹo chỉ thích mấy cái bộ trang phục theo set mà thôi. Uầy, có một cái ván lướt mới anh em ơi. Ván rapper xanh. Wow, phải nói là khá là ngầu anh em ơi. Chất lượng, một cái ván vô cùng là đẹp luôn. Rồi nha anh em, nào nào mở nhanh xem là chúng ta có gì đó nhỉ anh em. Cái phía trước này là cái gì đây anh em? À ok, hòm xác âm thanh. Wow, có hiệu ứng luôn anh em. Hiệu ứng kiểu đèn led 7 màu nhấp nháy các kiểu. Wow, ngầu vãi luôn, không mua thẻ vô cực thì hơi bị phí luôn. Và anh em ơi, nhận thưởng nhanh thôi nào mọi người, thì vẫn còn rất là nhiều phần thưởng nữa. Đấy, tha hồ nhấn vào nút nhận, mỏi tay luôn các bạn. Đây, ván rapper đỏ luôn. Hai ván anh em ạ, một ván xanh, một ván đỏ. Thế này đã đủ ngon chưa anh em ơi, các bạn có thể là thoải mái thay đổi nhá. Chúng ta có mảnh lập phương free, có 10 mảnh. Và ở đây anh em ơi, một đá chế tác. Thật ra thì đá chế tác nó cũng rất là cần thiết nha anh em. Nhất là anh em quay ở trong cái vòng quay chế tác thì có thêm đá anh em sẽ có thêm cơ hội để đổi đồ thôi. Ở đây thì chúng ta có ba lô rapper, uầy, ba liver đều cực kỳ đẹp và có hình cái loa anh em ạ. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Các bạn thấy ngon chưa? Có bạn nào mà hối tiếc vì không đặt trước thẻ cực sớm không hả anh em ơi? Có thẻ liver 4 nhân vật luôn. Vãi, các bạn thấy nhiều phần thưởng ngon chưa? Vâng, và anh em ơi, một cái ba lô underground nữa màu đỏ. Khá là đẹp. Mở luôn nhỉ các bạn ơi. Và đây rồi anh em, cái bộ trang phục cuối cùng đây, gói Chap Chill đây. Uầy, các bạn thấy phong cách Steam chưa? Ngầu vãi luôn nhở. Chúc mừng luôn. Yes, thật sự đẹp anh em ơi. Có cái bộ trang phục này rồi thì bây giờ phải làm gì bây giờ? Chuẩn bị là let's go. Vâng, thì các bạn đang đến với một trận đấu trên đảo Thiên Đường nha mọi người. Hôm nay thì đến với một trận rank slow này. Nào, chuẩn bị là có kill đầu tiên anh em ơi. Nào, chú đang ở đâu? Slow không? Đẩy xuống luôn nào. Đây ạ, vỡ đầu. Yes baby. Thì rất là đơn giản, Kẹo có cho mình được một mạng đầu tiên luôn. Các bạn ơi, uầy, cái đạo bên kia vậy? Bình tĩnh thôi anh em ơi. Kẹo thì Kẹo vẫn đang ngồi đây rút đồ cái đã. Làm gì mà phải căng thẳng, nói chung là cái gì cũng phải từ từ thôi. Nãy thì Kẹo thấy một đứa bé ngay trước mặt rồi. Nhưng mà thôi kệ nó vậy anh em, đơn giản là nó là đứa bé mà.
Thật ra thì lâu lâu giỡn kẻ địch xíu thì nó cũng vui mà anh em. Gọi kẻ địch là đứa bé thì anh em thấy đỉnh không? Quá đỉnh luôn. Nâng giáp cái nhở. Ten ten mọi người ơi. Không biết là thằng lúc nãy thì nó chạy đâu rồi ta anh em. Lúc nãy mình đang lút đổ kia là mình thấy nó mà. Phải hàng. Giờ thì lại không thấy anh em ơi. Nên là chắc là cũng kệ thôi. Thanh niên đó đi đâu thì kệ vậy. Còn mình tranh thủ ăn đấm ba củ. Wow. Chúng ta có 100 EP. 30 người chơi thôi. Cực kỳ là đơn giản thôi. À, vãi hàng. Anh em ơi, hình như là nó ở ngay đây thì phải. Uầy, thế này thì hơi căng thẳng đấy. Nào, vãi nhở. Uầy, bên trên có người luôn. Kinh điển. Kinh thật, kinh thật, kinh thật. Tôi sợ công quá nhở. Vãi này, đằng sau có người thế này. Thế luôn, anh em chơi gì mà căng thế hả? Thế này thì kinh rồi anh em ơi. Và mình nghi ngờ là phía sau này thì vẫn là còn người nhá. Hiện tại là chưa có thấy thôi nào. Đây ạ. À. Wow. Lên bảng điểm số. Yes. High kill. Anh em ơi, lượm nhanh trang bị thôi nhỉ. Vâng. Như vậy là hiện tại kẹo đã có combo súng Scar với lại MP40. Anh em thấy là đã đủ ngon chưa? Nào ở đây có người ạ. À? Chuẩn bị nào. Quá vả nó. Mày chạy đâu hả em ơi nào? Chạy đi em. Chạy nổi không em? Ui. Vãi. Ghê vậy luôn. Cái này là cuộc tình tay ba anh em ơi. Kinh ngạc thật. Tức là trong lúc mà cái thằng mình vừa kill, nó bắn thằng khác thì mình lại bắn nó luôn. Đỉnh cao. Thật sự luôn. Anh em ơi, tình hình là mình đây. Đã mua con xe Lamborghini. Vàng luôn anh em ơi. Mạ vàng nhá. Các bạn thấy ngầu không ạ? Riêng kẹo thì thấy skin mới này nó khá là ngầu. Và thật sự thì mình không tốn nhiều kim cương. Và anh em ơi, kẹo nhớ là kẹo mở cái skin này thì nó mất tầm khoảng là 800 kim cương thôi. Tính ra thì cũng khá là rẻ. Với một cái skin mà ngầu như này anh em ơi, giá của nó chỉ bằng giá một cái bộ trang phục bình thường thôi. À, có khi là mắc hơn xíu nhưng mà đã thật luôn. Anh em nào mà chưa mở hòm có cơ hội trúng con xe này thì anh em mau mau vào mở đi nhá. Với những cái vật phẩm thế này hình như là bán giới hạn thôi các bạn ơi. Uầy, anh em thấy chưa? Một con xe vàng gold kiểu sáng chói luôn anh em ơi. Mạ vàng đó mọi người. Ở cái này, hiện tại thì mình xài giáp trắng rồi cơ anh em ơi. Nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, cứ ăn đi. Đấy, ăn đi cho địch nó đỡ ăn anh em. Trời ơi, đúng đại gia có khác. Bữa nay chạy xe ôm mà mua được con xe này thì chạy xe ôm làm gì nữa hả anh em ơi. Có con xe gold rồi cơ mà. Đây. Đấy, đứng đây bán này. Uầy. Các bạn thấy ngầu chưa? Ngầu lòi luôn nhở. Như kiểu là một dân chơi dích kít chính hiệu vậy. Vâng, lúc này thì trong trận đấu của chúng ta còn lại có 10 người chơi thôi. Hóng nào các bạn. Ơ nhưng mà hơi chán. Hơi chán bản thân mình. Đơn giản là trong cái ván đấu này thì mình lượn lờ nãy giờ nhưng mới chỉ có được 3 kill. Thế này thì ăn thua gì các bạn đây. Kiếm tầm khoảng chục kill top 1 nó mới gấu. Rồi nha anh em ơi. Cố gắng che hát thôi. À bên này có người, bên này có người. Nó vào căn nhà này luôn anh em ơi. Lên nào. Đây là quần cam à. Và ai cởi chân luôn à. Mày à. Mày làm sao. Đứng lại. Cầm dao luôn cả. Địch đấy hả em ơi. Cầm dao cầm kiếm mà tính solo với kẹo hả? Không tuổi em ơi. Mà hình như là thằng bé này tính gạ team up. Thôi anh em. Đang trai hát kiếm top 1 team up quần què. Với lại thì thật ra thì mình cũng không thích những cái hành vi như vậy. Đơn giản là team up nó là một cái hình thức gian lận anh em ạ. Nên thôi. Đấy rồi, quay trở lại với con xe vàng gold của mình. Các bạn thấy ngầu không ạ? Ngay cả bánh thì nó cũng được mạ vàng luôn anh em. Vãi hàng luôn, có tên lửa phía sau đít luôn. Ngầu vãi. Thật sự luôn. Các bạn hãy mở hòm skin chúng con xe này đi anh em ơi. Nó rất là xứng đáng đồng tiền bắt gạo luôn. Vãi. Thanh niên nào đây? Mày bắn một con xe vàng của anh đấy hả? Thế thì thôi. Xác định nha em. Hôm nay là anh cho chú tới số nhá. Nghĩ gì thật luôn. Con xe đang mới tinh của mình. Con xe vàng của mình luôn, con xe mình yêu quý. Tự nhiên mày dám bắn vào xe vàng của anh à? Nào, ở đâu? Lên tiếng. Thế là rốt cuộc chú đang ở đâu nhở? Kẹo là kẹo, chưa tìm thấy nó ở đâu anh em ơi.
chứ tìm thấy nó là nó liệu hồn luôn nhở. À đây đây đây, ok, mày lại còn dám vòng lại cơ. Ơi nghe mày, hình như là nó ăn trộm xe của mình. Vãi, mất dạy ghê vậy luôn. Thôi nhá, đứng lại em. Và ai ăn trộm xe của mình, lượm thính cả. Mày này, ăn trộm xe của kẹo này, làm sao em ơi. Xuống nhà các bạn ơi, chờ xíu kẹo chạy xuống vả nó luôn. Làm sao, mày là ai, mày con cháu nhà ai mày lại dám ăn trộm xe của anh. Thằng này láo, loạn hết cả rồi anh em ạ. Ơ, mà nó trốn đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Tầm này là kẹo không biết là nó trốn ở đâu cơ. Vãi nhở, thật sự luôn anh em ơi. Hello bạn ơi, hay là nó chết mất tiêu rồi. Uầy, à thì ra là cái thằng bên kia anh em ơi. Nãy là, à thế rồi nãy là thằng này nó hạ gục cái thằng nó ăn trộm xe của mình đây mà. Rồi nhá, thế thì anh cho chú xác định này. Mày này, có nhiều một keo ghê ha. Làm sao, chạy vào bo đi em. Nhiều bông keo à? Tưởng nhiều bông keo mà ngon à? Xuống xe. Xe ngộ. Yes. Bo thế này là bo không độ bạn rồi. Chạy kiểu ngáo ngáo thế thì có mà không lên bảng điểm số mới lạ luôn. Với anh em, lúc này thì cơ hội chiến thắng của kẹo lên đến 20%. Wow. Chắc chắn rồi các bạn ơi. Hôm nay trong trận đấu này, nói luôn với anh em, cố gắng chơi game top 1 luôn. Câu top 1 có khi là mình xóa game luôn anh em ạ. Đồ đạc đang rất là ngon rồi. Cơ bản là chúng ta có mũ 3 này, chúng ta có giáp chống nổ này. Đấy, chúng ta có cả ba lô 3 nữa. Mà quan trọng là có con xe mới ngầu như này. Nó phải top 1 anh em ơi. Như kiểu là top 1 để rửa con xe mới đấy, để khoe con xe mới mà lại. Hello ba thằng nữa. Ok. Từ từ rồi đi kiếm chúng nó thôi các bạn ơi. Làm sao? Bây giờ là anh có xe xịn rồi nhá. Xem là các chú trốn ở đâu là anh cũng lục, anh tìm ra luôn. À, ngay phía trước mặt. Ok. Ngay phía trước mặt à? Uầy, mặc bộ trang phục taekwondo cả. Võ vẽ gì tầm này? Tầm này là chỉ có dao hay súng thôi, võ vẽ gì tầm này? Thế là sao? Thằng quấy tới quấy các bạn ơi. Thằng quấy, tầm này là chỉ còn lại mình với lại nó thôi anh em ơi. Cuộc chiến solo 1v1 giữa kẹo và thanh niên cuối cùng. Uầy, tầm này hơi căng đây, hóng thôi. Nào thằng cuối đâu, anh xem là chú ở đâu nhá. Các bạn ơi, tầm này thì anh em hãy cùng kẹo và chúng ta cùng đi tìm thanh niên cuối cùng nhá. Trên này không có à? Thế thì nó ở đâu anh em? Bo nó vẫn đang còn khá là to, đâm ra là tìm nó hơi khó. Khó chơi thế. Này chơi gì? Thôi thì chúng ta đi lượn lờ ngắm cảnh thôi. Khoe xe mới là chính mà. Biết đâu thằng bé thấy con xe vàng gôn của mình, nghĩ mình là một dick kid anh em ấy nên là không dám xơi kẹo thì sao nhở. Đấy, xuống dưới đây coi. Và vẫn là một câu trả lời nobody anh em ấy. No one, không một ai luôn. Ơ vãi, kia rồi anh đợi chú mãi. Trên này anh em ơi, thấy không? Đây, thằng bé đang chạy đây này. Đấy, nó đấy. Các bạn thấy chưa? Rồi nhá, anh xem này. AK-12X bắn xa thì hơi kém các bạn ơi. Này, bắn kiểu toán lệch thôi. Thế này là hơi bị khó nhai rồi. Thôi lên xe đây. Lên xe xong là lên trên vả nó luôn nhá các bạn nhờ. Anh em ơi, chờ kẹo tí nhá. Ok. Mình là mình sẽ lượn con xe gold này lên trên luôn. Làm sao? Mày thích phá xe của anh không? Nào, bắn đi. Bắn xe đi này, bắn đi này. Mày này, bắn xe của anh này. Ui, nó có shotgun các bạn ơi. Vãi nhở. Thế thì anh em mới cầm AK lên vẩy đầu nó. Mày này. Yes. Sao? Tôi một các bạn ơi. Vâng mọi người. Và kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em sau nha. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nhá. Bye bye.